Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Action DN nha. Lời đầu tiên gia đình xin kính chúc các bạn, chúc mọi người lúc nào cũng nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay người đàn ông lại tiếp tục vào bếp làm một cái món mới các bạn. Hôm nay cái món hôm nay Định sẽ làm cái món đó là cái món xôi mặn cho con gái mình ăn. Thật sự ra thì mình cũng rất là thích ăn cái món xôi các bạn. Mà bây giờ không ai bán hết cho nên là hôm nay Định sẽ thử làm cái món xôi này như thế nào. Thì như các bạn cũng biết rồi đó. Nấu xôi là mình sẽ có cái lò để mình hấp đó các bạn. Đó, nhưng mà giờ đây Định sẽ nấu trên nồi cơm điện luôn. Ở đây thì Định có nửa cái tô gạo nếp nè các bạn. Đó, đây nửa tô gạo nếp nè. Bên này thì mình có đậu phộng với lại một ít hành phi. Bên này thì Định có một ít hành lá, một quả trứng. Còn bên này thì mình có hai cây lạc xưởng nè các bạn. Đó, mình có hai cây lạc xưởng nên mới bỏ tủ lạnh nè. Nó còn đông đá nè các bạn, thấy cái màu nè, cái màng màng đó nè. Còn đặc biệt đây thì mình có hũ trà bông. Ok. Rồi, không thiếu một cái phần hấp dẫn nữa là bên đây là mình có một ít chả lụa nè các bạn. Đó, định có cắt sẵn ra mình đậy như thế này, mình bỏ vô tủ lạnh là mình mỗi lần mình ăn á thì mình không có đụng tới cái vỏ ở ngoài các bạn. Sau khi chả mình mua về xong là mình làm vệ sinh xong á là mình lột nó ra, mình bỏ vào trong những cái khay nhựa này nè, mình cắt sẵn đó, chứ mình không có bỏ nguyên một cái cây chả vô trong cái tủ lạnh thì nó cũng không biết điều gì xảy ra hết, cho nên là Định cũng rất là cẩn thận. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem người đàn ông vụng về làm cái món này coi có thành công nha các bạn nha. Ok. Bạn là mình không có cái đồ hấp, mình nấu bằng cái nồi cơm điện nha các bạn. Đó, bây giờ Định sẽ thử coi có thành công không các bạn. Thì không biết nấu cơm như giống như ý lộn nấu 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 xôi nó giống như nấu cơm không nữa. Mình bỏ vô đây thử coi nó có ra không. Biết mình để nước gì nó có đúng không nữa. Thôi kệ đi, thí nghiệm thử nha các bạn. Nếu mà thành công thì các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Ok. Rồi, để nắp lại. Rồi bây giờ thì ghim điện thôi. Rồi để đây. Bây giờ mình qua mình làm mấy cái gia vị khác các bạn. Định sẽ cho một ít nước vào đây nha các bạn. Đó. Ok, bây giờ Định thử chiên lạc xưởng này bằng nước. Cho 4 khúc này vào đây luôn. Nếu mà nó khô quá thì mình lại tiếp tục cho nó xíu nước nha các bạn. Đó. Mình chiên bằng lửa nhỏ như vậy nè thì cái lạc xưởng của mình nó sẽ chín đều hơn các bạn, cho nên mình cứ chiên bằng nước như vậy nè, nên cái chảo không dính gì nè, cái lạc xưởng mình nó sẽ không bị cháy mà nó cũng đỡ cái dầu, mình ăn nhiều cái dầu nó cũng không tốt các bạn ha. Rồi ok, mấy cái lạc xưởng của mình nó chín rồi các bạn ơi, cho nó qua bên này các bạn. Bây giờ mình để đây cho nó thấm dầu và qua mình làm cái thứ khác nha các bạn. Ok, món trứng xong rồi các bạn, để đây nha các bạn. Và cái hành lá nè các bạn, bây giờ để mất thời gian để bỏ lên cái bếp đó, mình cái thớt á mình sắt nó, giờ mình dùng kéo á mình tỉa nó luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho một ít dầu ăn vào đây nha các bạn. Mình sẽ làm cái mỡ hành nha các bạn.
Nếu mình để lâu quá thì cái hành của mình nó sẽ cháy đen hết các bạn, nó sẽ cháy đen và nó ngả màu hết, màu sắc rất là xanh tươi luôn. Chỉ cần để thêm chút xíu nữa thôi là nó sẽ vàng khè rồi. Ok, giờ mình sẽ được ba món rồi đó. Mình sẽ cho vào đây một ít hạt đậu nha các bạn, đó xíu đường các bạn, giã cái món này lên nha các bạn. Các bạn đã quay trở lại kênh của Action DN nha. Thì sau khi một hồi xuống bếp thì Định cũng đã làm thông xong cái món xôi mặn này nè các bạn. Thì trước mặt các bạn là một cái dĩa xôi mặn Định mới vừa hoàn thành xong, bên kia là một cái dĩa cho con gái của mình. Thì các bạn thấy dĩa xôi của mình có giống như ở ngoài tiệm người ta bán không các bạn? Nhìn thì nó cũng giống giống rồi các bạn ha, nhưng mà Định nghĩ là chắc nó sẽ không ngon như ở ngoài tiệm được đâu. Bởi vì ở ngoài đường thì người ta bán chuyên nghiệp rồi, người ta làm rất là ngon. Còn mình thì mình làm chắc có lẽ là nó chỉ ăn được thôi chứ thật sự nó không ngon các bạn. Thì nhìn ngoại hình thì nó cũng tương đối dễ coi, thì cái món này nó cũng dễ các bạn, chịu khó mình vô bếp xíu là mình cũng đã làm xong. Thì món xôi ngày hôm nay Định cũng làm để ăn sáng các bạn, gồm có lạc xưởng nè, có chả nè, có đậu phộng nè, có hành phi, có mỡ hành và với lại có trứng nữa các bạn. Thì bên đây là cái chén mỡ hành hồi nãy Định mới vừa làm nè các bạn. Đó các bạn thấy nó màu nó cũng đẹp ha. Còn ở đây là đậu phộng nè. Đó. Rồi bây giờ thì Định mời các bạn cùng với mọi người ăn sáng với hai cho con mình nha. Hai con xin mời các ông bà, các cô chú mời ba ăn. Con ăn sáng đi. Dạ. Đó. Ăn và cảm nhận xem cái món xôi của ba làm như thế nào. Coi nó có ăn được không? Thèm quá à. Chảy nước miếng luôn á. Wow, đói bụng quá à. Thấy như thế nào con? Ngon hả? Ngon hơn ngoài tiệm luôn hả? Trời ơi, kiểu này chắc hả ba nghĩ là mời đi bắn xôi quá à. Ngon quá à con. Thôi ăn đi. Nhìn ăn dễ thương không? Ba của con rất là thú lòng. Rồi bây giờ thì Định mời các bạn cùng với mọi người ăn sáng với hai cho con mình nha. Rồi Định cũng cảm ơn các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian ra theo dõi cái video của mình. Thì Định cũng chúc cho các bạn, chúc cho mọi người lúc nào cũng nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì Định mời các bạn ăn sáng nha. Và Định cũng dừng video, Định cảm ơn các bạn luôn theo dõi và ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình. Bye bye các bạn.